Sáng 1 tháng 10, Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021, kết hợp tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 9 năm 2021 bằng hình thức trực tuyến. Bà Nguyễn Thị Xuân Hương, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Trong 9 tháng đầu năm 2021, ngành tuyên giáo trong tỉnh đã tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo trên các lĩnh vực tư tưởng, khoa giáo, văn hóa văn nghệ, kịp thời tham mưu triển khai quán triệt học tập và sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của đảng. Triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và tỉnh, địa phương. Nhất là đã tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tuyên truyền sâu rộng các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 của các địa phương trong tỉnh. Tại hội nghị, đại biểu được nghe lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin chuyên đề, kế hoạch giải pháp của ngành giáo dục trong triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 và tình hình khai giảng, tổ chức học trực tuyến cho học sinh các cấp. Lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội thông tin chuyên đề, việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo nghị quyết 68 của Chính phủ. Phát biểu kết luận và định hướng nội dung tuyên truyền trong thời gian tới, bà Nguyễn Thị Xuân Hương, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy yêu cầu ngành tuyên giáo các cấp trong tỉnh tiếp tục định hướng tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19, tăng cường công tác giáo dục đảng viên trong việc đăng tải thông tin lên internet, mạng xã hội, v.v. Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy cũng yêu cầu đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo cần năng động, đi đầu, nâng cao trách nhiệm của mình trong công tác. Dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp tuyên giáo của đảng cho 14 cá nhân của tỉnh Tây Ninh vì đã có thành tích đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp tuyên giáo của đảng.